cách làm sữa chua nhá. Đầu tiên ấy thì chúng ta lấy một loại sữa ông thọ với lại một ca đường, cho vào tỷ lệ 3 ca nước sôi và 3 ca nước nguội và 2 ca nước sôi dùng sục, trộn đều vào, cho khuấy đều, cho vào ủ thật nóng để cho nó lên men nổi ván như thế này, cho ủ thật kín vào, cho chăn chiếu vào ủ khoảng 1-2 ngày, như mình là ủ 2 ngày. Xong bắt đầu là chúng ta đóng ra túi, đóng ra từng túi một. Nếu bạn thích ăn sữa chua theo các hương vị khác nhau, ví dụ hương vị ra dưa hấu thì bạn ép nước dưa hấu, sau đó là cho ra bát và múc sữa chua vào để thành vị sữa chua dưa hấu. Không thì thích vị gì thì chúng ta xay vị đấy. Muốn ăn vị sữa không thì chúng ta sẽ ăn bình thường. Đây, cho con thử nhá, con gái thử sữa chua chính là xem sữa chua. Hơi chua chua đúng không? Không chua tí mà. Hơi chua chua. Đây là sữa chua không? Còn sữa chua vị gì thì nó sẽ ra vị đấy. Sau khi các bạn đóng vào túi hoặc đóng vào những cái cốc này để làm kem, sau đó thì là cho vào ngăn đá. Nếu không thích đông đá thì ăn mát thì cho vào ngăn mát. Uống rất là ngon.